Anh lấy sư bé này nó dường như sư nuôi nó hồi nhỏ, cái giờ nó quen cái đi theo sư rồi ha. Hồi lúc trước con đi bán cái số ôm về. À vậy trước đây sư có làm bán cái số luôn? Có, con đi bán số rồi. Con bán cái số thời gian lúc trước là con đi biển, đi biển cái con học tập tại gia đó. Dạ. Cái này con mới là đi bán cái số, chứ giờ mình đi biển nữa đâu có được. Cái này con xin phép sư tí xíu là quay về quá khứ tí xíu ạ. Và có nghĩa là trước giờ con chưa biết được sư ngày xưa chưa làm nghề biển như vậy, thì cái nguyên nhân như thế nào mà lại khiến cho sư lại từ bỏ nó thưa sư? Cái này những cái này nó đã qua rồi. Dạ. Nhưng mà con thì bây giờ thì học tập như thế này, nói chung là chỉ là trước đây con đi biển. Dạ. Rồi con những cái mà mơ ước của con á, thì nói chung hồi thật ra hồi trước con cũng có mơ ước rằng mình sau này thì sẽ mà có một cái phòng để mình học tập tại gia cho mình. Dạ. Cái những cái đó con hoàn thành rồi, con cũng có được cái phòng rồi, con cũng có mà hình ảnh này kia đang con mà học tập tại gia. Dạ. Mà sau con học tập tại gia thời gian rồi con mới đi học, con mới mơ ước tiếp. Dạ. Con cứ mơ ước hoài không ngưng. Con mơ ước trên con đường Phật pháp này, con chỉ mơ ước trên con đường học tập này thôi. Dạ. Con mơ ước sau này mình sẽ học tập được như thế này nữa. Dạ. Là bây giờ con đã thành công rồi, con được như thế này rồi, thì bây giờ con chỉ mơ ước tới một cái cuối cùng nữa là giải thoát luôn, là không mơ ước nữa. Tới đó là con không mơ ước nữa. Ủa sư, cái nguyên nhân cái nhân duyên ban đầu như thế nào mà lúc sư đi biển sư lại có cái tâm hướng về Phật vậy thưa sư? Cái tâm đó thì không phải là cái gì, nhưng mà những cái chuyện đó thì nó đã qua rồi, chứ con cũng không có mà nhắc lại vấn đề nữa. Nói chung là cái đó chỉ là một cái quá khứ thôi. Dạ. Thì quan trọng nhất á là bây giờ con đã ngồi như thế này rồi, thì cái đó là cái tốt đẹp. Còn cái đó là cái quá khứ. Hồi trước con đi biển, nhưng mà thời gian con tu tại gia, con học tập tại gia đó, thì gần cả năm trời lận con cũng đi bán số ở nhà rồi con về con ở nhà. Nói chung mấy năm nay là con chỉ là như thế thôi, học tập mình như thế, con không muốn mà nhắc đến cái quá khứ của mình. Bây giờ những cái đó nó đã, ví dụ như mà cái mà đống rác đó mình đổ ra đó thôi, mình đâu có cần mà phải bươi nó lên để mình nhặt, mình coi nó lại cái đồ gì trong đó hồi ngày đó mình đâu có cần phải coi nó lại. Thôi thì bây giờ con sẽ mượn cái sức nóng của cái ngọn lửa đó đốt cháy đi những cái thời gian đã qua, để mà mình không còn cái gì nữa cả để mình học tập. Ví dụ như mình cứ quay lại mình nhìn nó như thế thì đâu có được. Con thì con cũng muốn cho mọi người biết á, là ngày xưa một cái vị thanh niên như vậy, rồi một cái người nó lao động như vậy, nhưng mà sẽ có một cái nguyên nhân gì đó mà lại giác ngộ tìm đến con đường giải thoát, tìm đến cái cửa Phật. Chứ con cũng không muốn là để truy tìm lại những cái quá khứ của sư. Yeah. Để mà giống như là có rất là nhiều người, thí dụ như trong cái quá khứ của họ có nhiều cái sự thương đau để họ chán nản cái sự đời mà họ tìm đến con đường tu tập cũng có. Và có những người á thì trong cái quá khứ họ không có một cái thương đau gì cả, nhưng mà họ lại thấy đạo Phật là đem lại cái sự an lạc thanh thản cho mình, mà họ lại tự buông bỏ mà tìm đến con đường đó. Cái quan trọng nhất á là mình có mà tin tưởng vào Tam Bảo, mình có tin tưởng vào Phật pháp hay không. Yeah. Cái đó mới là cái quan trọng. Ví dụ như mà chú đi trên con đường mà chú không biết được cái con đường đó nó đi về tới nhà hay không á, thì chú càng đi, chú đi rồi chú đi cũng như không à. Yeah. Chú có đi chăng nữa mà chú cứ mà hỏi thăm người này người kia để mình biết cái con đường nào để mình về nhà. Yeah. Mình đi nhưng mình vẫn còn lung lay, nhưng mà mình phải biết chính xác là cái con đường đó là nó về tới nhà đó. Yeah. Ví dụ như mình có tin tưởng thật vào Tam Bảo hay không. Nếu mình tin tưởng thật rồi thì nó khác, còn mình không tin tưởng thì nó sẽ khác. Yeah. Ví dụ như con hồi trước là con nghe trên TikTok, mới ban đầu là con coi trên TikTok, con lướt điện thoại đó, con thấy trên TikTok. Yeah. Con thấy Thế Tôn như vậy, Ngài thuyết pháp như vậy đó, rồi bắt đầu là con thấy trong cái mấy cái bộ phim của Ngài đó, cái người ta cắt ra, người ta quay TikTok đó. Yeah. Thì con thấy như thế, rồi con vừa thấy thì con bắt đầu con mới tìm hiểu trong đó, con mới bắt lên cái bộ phim con coi. Như là phát tâm luôn. Thì con coi trong bộ phim rồi con tiếp tục như vậy luôn. À. Con mới học tập như vậy luôn. Con thấy nói chung là cuộc sống này lúc đó đối với con là nó rất là, mình không có còn suy nghĩ gì nhiều cả, mình chỉ muốn là như vậy thôi.
Là ngày xưa sư không có phải là chán nản cái cuộc sống mình nó nghèo nghèo túng quá, hay là chán nản về cái tình duyên gì đó? Cuộc sống con mà nói chung đâu có gì đâu mà khó khăn. Dạ. Con đi biển ra này kia rồi thì tiền bạc thì cũng tự con ấy cả. Dạ. Lâu lâu thì cho gia đình chút đỉnh. Gia đình con thì nói chung là đâu có cái gì đâu mà phải hao hụt mà đến chỗ này đâu. Thì nói chung cũng đầy đủ cả. Con quan trọng là mình làm hồi trước con mơ ước là mình làm sắm xe sắm cộ, mình đầy đủ hết những cái vật tư của mình, nó đầy đủ hết rồi để mình có những cái vật dụng đó rồi đó. Rồi tất cả nó cũng đều có rồi, nó có rồi thì bây giờ con mới thấy là bây giờ nó có rồi, nhưng mà mình có đi làm nữa hay là cái này cái kia thì bây giờ mình làm cả đời thì nó cũng có vậy thôi. Thì con thấy mọi thứ nó nói chung là chỉ như vậy thôi, con không có, nói chung là con muốn giải thích nhưng mà con không có, con né cái vấn đề hồi xưa của con không muốn giải thích những cái vấn đề đó nữa. Nói chung là quá khứ rồi, con học tập rồi, con không có nhắc đến quá khứ nữa, chỉ là mấy thôi. Nhưng mà hồi nãy con vừa nói cái vấn đề là lúc con đi bán số đó thì chú hỏi như thế này buộc con phải là nói tiếp, mà nói thì con nói không được rồi, nó cứ thành ra mà kiếm cái nào cái để con dằn co qua bên cái quá khứ. Tại vì quá khứ là con không có muốn nhắc đến nữa, cái quá khứ là nó phải là đau thương cái gì đó mình không muốn nhắc đến. Không, nhưng mà con thấy sư có cái duyên đến Phật pháp nó cũng là một cái hơi lạ hơn mọi người. Tức là khi mà lướt trên TikTok đó là gặp một cái đoạn phim của thời Đức Phật, thì lại thấy đó mà làm cái tông điểm để mình hướng tới đạo, thì cái đó là một trong những cái mà đặc biệt hơn những người khác. Chẳng hạn như những người mà con biết đó, họ bị thí dụ như những cái người bị vợ bỏ nè, chồng bỏ chẳng hạn đó, rồi bị gia đình làm ăn túng thiếu nợ nần thì họ buồn chán mà họ đi tìm tới con đường đạo Phật. Còn sư thì lại khác hơn mọi người, tức là coi cho một bộ phim mà hướng tới đạo Phật thì đó là điều đặc biệt. Coi trên một bộ phim khác, nhưng mà ví dụ như chú uống cái ly cà phê đi, cái ly cà phê đó chú uống chú biết nó ngọt hoặc là nó thơm nó ngon thì ngày mai chú mới uống nữa. Nếu mà nó cảm thấy cái ly nó không ngọt, không thơm, không ngon thì thôi mai mình kiếm cái ly khác mình uống. Thì cũng như vậy đó. Thì con á, tìm hiểu trên cái đạo Phật này, con thấy là cái đạo Phật này á, là tốt đẹp như thế, thì con mới tiếp tục là mình học tập như thế thôi. Là cũng như á, quan trọng á, là cái con từng nói với chú, coi bộ phim đó rồi mà mình không biết bộ phim thì cũng như không thôi. Nếu mà những lời con mà chia sẻ trên mạng này mà con không có nói đúng với mà chánh pháp rồi, thì con không có nói đúng với lời mà Phật dạy á, thì cái đó cũng như không thôi. Nhưng mà con nói thì cũng đúng theo cái lời của Phật dạy, ngài nói như thế nào thì con nói như vậy. Ví dụ như bây giờ chú bắt bộ phim nó lên chú nghe thử cái phải không. Đức Phật á, từng nói trong cái cuộc sống của mình, đó chính là tham lam ganh ghét đố kỵ, nó đố kỵ đa nghi u sầu tự phụ lo lắng sợ hãi, những cái đó là nó quấn quýt cái bản thân của mình, nó làm cho mình phiền não. Khi con nghe những cái lời đó thôi là con đã thành công rồi, chứ không có cần mà đợi tới mà con đọc cái này cái kia đâu. Thì con nghe đến những cái lời của ngài nói như vậy thôi, con biết là tham là gì, thì tham là gì, sân là gì, si là gì, tại sao mà lại có tham lam. Rồi con mới suy nghĩ ra tham lam một ngày trên thế gian này á, những cái người tham lam vì tiền bạc mà này kia, họ ganh ghét nhau, anh em trong nhà vì tiền bạc mà này kia xào xáo, tất cả không vì tiền bạc, tất cả không vì cái tham hay là này kia, nó dẫn đến cái khổ đau. Thì Phật vừa nói như thế con đã biết như thế rồi, thì mình có cần mà phải đi tìm những cái ly khác mình uống không? Cũng như cái ly cà phê đó mình biết nó ngọt rồi, nó ngon rồi, mình uống ly đó nữa, không cần phải tìm tới những cái ly khác mình uống nữa. Cũng như vậy đó, thì con nói mình đã hiểu được nó rồi. Còn ví dụ như có nhiều người họ uống một ly cà phê đó rồi nhưng mà họ vẫn còn mà thấy cái ly đó nó không phù hợp, thì họ sẽ tìm tới ly khác hay không thì cái đó là việc của họ. Còn con thì uống vô cái ly đó con cảm thấy nó tốt đẹp để cho mình học tập rồi. Con nói là muốn tìm một cái gì đó để mình giải thích. Ví dụ như chú thấy là những cái lời con giải thích, nếu mà chú biết tham là gì thì chú suy nghĩ đi, cái tham là gì, mình phải biết cái tham là gì đó. Nhiều người ta nói tham được, nhưng mà tham vậy thì tham là gì, rồi cái si là gì, rồi cái sân là gì? Tham con nghĩ nó có nhiều lắm sư. Thì tham, ví dụ như tham ăn, tham thực, tham tài, tham ngủ, tham tiền, tham gái rồi đó sư, nhiều cái lắm sư. Nhưng mà tất cả nó nhiều cái đúng không? Mà nó hướng về cái gì, nó hướng về cái mục đích của nó, hướng là cái gì mới được. Con nghĩ cái gì mà nó có tham á, nếu mà mình làm không được nó sẽ đem tới sự khổ đau. Mà khổ đau đó nó từ đâu ra? Những cái khổ đó nó là do bản thân mình tự chuốc mình thôi, chứ nó có đâu ra tự mình. Mà bản thân mình là nó từ đâu ra? Nó từ do cái ngoại cảnh của mình. Nó từ do mà sáu căn của mình nó vướng mắc. Từ do cái phân biệt của mình nó mới ra cái đó. Nhưng mà cái phân biệt đó từ đâu ra? Phân biệt đó thì từ thân đó. Nó quấn quýt, nó xây dòng, nó từ thân là từ đâu ra nữa? Từ cái cảm thọ là đâu ra?
cảm thọ là do sợ hãi, lo lắng, u sầu, tự phụ, đa nghi, vấp ngã, là những cái đó nó xây dòng trong đó. Bây giờ con không có cần biết cái gì nhiều cả, con chỉ cần biết là lo lắng là gì, trong cuộc sống mình lo lắng là gì, đa nghi là gì, rồi tự phụ là gì, sợ hãi là gì, vấp ngã là gì, u sầu là gì, sầu não là gì, đó những cái đó thôi. Lời tham là gì, sân là gì, si là gì, con chỉ cần biết những cái đó thôi, trọng điểm nó là như thế thôi. Ví dụ như con biết tới cái thành phố rồi thì con chỉ cần lên tới cái thành phố thôi, con đâu có cần phải đi cái đường nhỏ nữa. Nói chung mình nắm ngay cái trọng điểm của một cái đó, mình không có cần mà phải học từng ly từng tí, nó mệt lắm, nó rắc rối. Còn bây giờ mình chỉ cần mình biết cái trọng điểm nó như thế thôi, tất cả nó dẫn dắt về cái gì, đa nghi thì tất cả nó đều như thế đó. Ví dụ như cái sân là như thế nào, do tại sao mà sân, thí dụ như con ra ngoài đường cái người kia chửi tiếng nó sân, vậy thì cái sân nó từ đâu ra, cái sân nó va chạm từ đâu, mình phải biết cái nguồn gốc của cái sân. Cái sân nó va chạm từ cái âm thanh, âm thanh là mắt tai, là cái tai mình thấy, nó là cái nghe đó, cái nghe họ chửi mình nghe mình mới sân họ, thì nó đến từ cái nghe, thì cái nghe thì mình mới biết là cái nghe đó nó tại sao mình nghe rồi mình lại sân, thì cái nghe đó nó đụng chạm tới cái gì mà mình lại sân, thì tất cả nó phụ thuộc về nó vòng qua vòng lại cái gì như đó thôi. Thì cái lúc mà quay lại với vấn đề mà chú hỏi tại sao mà con lại phát tâm như vậy đó, quay lại với vấn đề đó thì con đã nghĩ là mình như thế rồi, mình có duyên như vậy rồi, không phải là cái gì, nhưng mà con nghe cái con hiểu liền, thì bắt đầu mình sẽ phát tâm đi học tập luôn. Thì trong thời gian của con á, thật ra con chỉ suy nghĩ như vậy thôi, con nói chung là chữ nghĩa con không có rành, không có biết cái gì đó, con chữ nghĩa con đọc rất là chậm. Chữ nghĩa con đọc bập rất là chậm, con mới không có đọc kinh sách thôi, chứ không phải là như hồi đó con không có đi học, có sao con nói vậy thôi. Đó, cho nên thì con mấy là không có đi học nhưng mà con vẫn chữ bập đó, con nói vậy. Chú hỏi cháu ở xứ này hồi xưa con có đi học không, có đi học chữ không, hay là con có đi, con chỉ có học lớp mẫu giáo thôi, con chưa có mà học chữ hay là cái này kia nhiều ở ngoài đời đâu, hay là cái vấn đề này kia đó, con chưa có học chữ ở cái trường học nào cả. Chưa có cái trường học nào mà dạy chữ cho con cả, thì cho nên thì con học chữ là hay là cái này kia, chú thấy con đọc bập lắm nhưng mà con vẫn đọc được. Hoặc là cái vấn đề con chỉ là trong một cái lúc con ngồi thiền, con suy nghĩ cái nguồn gốc của cái sân nó từ đâu đến, tóm qua tóm lại thì nó chỉ như đó thôi, nhưng mà tất cả nó chỉ có một mặt thôi, đó chính là cái đau. Cái đau của cái thân á, là cảm thọ từ thân mà nó sanh ra tất cả, là tất cả là do cái có này nó hiện hữu, nó nối liền với cái không, hai cái không tự cái có tự cái không mà nó sanh ra thôi, sanh diệt là nó từ đó đó, là kêu là cái bản ngã của mình, là nó là có thể nói là cái mà tất cả là do cái đau của mình nè, nó gây ra hết. Nếu chú không có đau thì chú cũng không có lo lắng, chú không có đau chú không có cũng không có sợ hãi, mà cái đau của chú là chú do cái lo lắng, mà do cái lo lắng chú mới có cái mà lo lắng về tương lai đó, mình mới đi làm kiếm tiền, mình thủ thân mình sau này có bệnh hoạn rồi cho nó có thuốc rồi nó đắp cho nó khỏe, đúng không? Thì do mình sợ hãi cái thân này không biết mình giữ được không, sợ hãi cái này cái kia được không, rồi bắt đầu mới sinh ra tự phụ là mình lo lắng về cái bản thân của mình, là mình nghĩ cái bản thân của mình, tự mình phụ bản thân mình á, mình nói sao mình sinh ra như vậy rồi mà bây giờ nó như vậy, rồi mình mới vấp ngã mới sinh ra lầu lo mới sầu não là khiến cho cái đầu óc của mình tối ngày cứ sống trong ngoài cái buồn bực đó, mình cứ lo âu như vậy không, mình đâu có được giãn ra đâu, nó đâu có thoải mái trong con người mình, thì nó cũng đến từ những cái đó thôi. Tất cả là do cái bản thân mình trước, tất cả là do cảm thọ từ thân mình, cái thân mình nó dẫn ra như vậy. Nhưng mà cái những cái lời này là riêng con chia sẻ, con lấy cái bản thân của con ra con chia sẻ, chứ không phải là cái lời này không phải là con nói cái gì cả. Đừng có ai mà nghĩ rằng con nói là những cái pháp thoại hay là cái gì cả, những cái lời của con chỉ là những cái lời chia sẻ thôi, con không phải là thầy, con học cả đời của con á, con chỉ có bỏ đi chứ con không có làm thầy, con nói thiệt, con không phải là thầy, đừng có nghĩ là học cái này là phải là thầy hay là cái này kia, con không phải là thầy của ai cả. Người ta mến người ta kêu con bằng thầy, nhưng mà con mến người ta con vẫn xưng lại bằng con rồi về thôi, đúng không? Không có là thầy của ai cả. Bây giờ con làm thầy đã mới gì, con giải thích nhiều rồi, nếu con làm thầy con được trường sinh bất tử á, con làm thầy mà con được giải thoát thì con làm thầy, còn con làm thầy mà con không giải thoát thì thôi, làm thầy chi cho người ta tôn sùng con hay chi, luôn cả Đức Phật còn không có muốn làm thầy, mà Đức Phật cũng đâu có làm thầy ai đâu, tại tự người ta theo Đức Phật rồi, người ta thương ngài, người ta theo ngài, người ta quy thuận theo chính pháp thôi, người ta quy thuận theo pháp là lời dạy của ngài đó. Bây giờ cũng đâu có ai mà kêu ngài bằng thầy, thầy là tại là những cái quyển kinh quyển vở đó, những cái mà pháp của ngài trong đó thì người ta tôn sùng, người ta kêu bằng thầy thôi, thì thầy nằm trong đó, thầy nằm trong cái cuốn sách.
Nhưng bây giờ con lập cái cuốn sách ra, cuốn sách nào, cuốn kinh nào con đảnh lễ vẫn được thôi. Tại vì pháp âm của Ngài nằm trong đó đó. Thì con coi Ngài là thầy thì con đảnh lễ cái cuốn kinh, con cũng như đảnh lễ Ngài rồi. Gặp tranh con đảnh lễ vẫn được, gặp sách con đảnh lễ vẫn được, không sao cả, đúng không? Yeah. Thì thầy là ở trong đó là thầy đó. Thì con thì học tập về cái vấn đề mà như chú nói là Phật pháp thì chỉ như đó thôi. Con yeah. là chỉ mà mình cảm thấy là mình những cái đó mình muốn tìm tòi, nhưng mà cái thắc mắc của mình hồi lúc trước con suy nghĩ không biết sau này cái suy nghĩ mình nó đi về đâu, thì con chỉ suy nghĩ vậy thôi. Con rất là đơn giản, con không có suy nghĩ gì nhiều cả. Con không biết cái suy nghĩ của mình đi về đâu mà ở đâu mà mình có cái suy nghĩ này. Cái suy nghĩ của con á, không biết ở đâu nó có thôi, rồi không biết mình mất đi rồi cái suy nghĩ của mình nó đi về đâu, thì chỉ như đó thôi. Chứ bây giờ chú nghĩ đi, hồi đó giờ chú giữ được cái gì? Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 30 mấy hả? Con nhỏ xíu à, con mới 35 à. Rồi chú 35 tuổi, vậy từ hồi trước tới giờ chú từng sống cuộc sống sung sướng nè, đúng không? Chú từng sống cuộc sống, nói chung là cho chú hồi đó giờ chú chỉ là, hồi đó giờ chú là hưởng thụ tất cả luôn đó. Chú không có vất vả gì luôn, nhưng mà chú hưởng thụ từ hồi nhỏ lớn giờ luôn đó. Con tính cho chú như vậy đó. Rồi bây giờ chú ngồi ở đây, chú có lấy những cái hưởng thụ đó chú đem đi theo chú được không? Đâu theo được, đúng không? Chú làm gì chú đem theo những cái hưởng thụ đó mà đi theo chú lại để ngày hôm nay chú ngồi đây được, đúng không? Thì cũng như vậy thôi, thì tới sau này chú già đi cũng vậy thôi. Những cái hưởng thụ của ngày hôm nay và tới ngày già đi thì mình cũng vẫn ngồi đây, mình đâu có mang theo được đâu. Mọi thứ nó đều tan biến trong phút giây hết. Cho nên con mới nói là học tập cái nào như cái không vậy đó. Mây có thể tan nhưng mà vẫn có thể tụ. Chú phải biết rằng mây có thể tan nhưng mà mây cũng vẫn có thể tụ rồi. Cho nên mình biết nó tụ nó tan đó là chuyện bình thường rồi. Tất cả đều là vô thường, hay là do một cái định lực, hay là do cái duyên. Mây tụ là do cái ánh nắng mặt trời dạ xuống đất, bốc hơi đất, hơi nước á, cái không khí nó bốc hơi lên tụ thành mây. Rồi tiếp tục lại mưa xuống ban thảy là chúng sinh, rồi tiếp tục lại sinh diệt dưới đây, lại tụ lại lên chảnh thì rớt xuống đây tiếp. Thì nó chỉ là xây dòng thôi, mà cái gì nó dựa theo xây dòng như thế thôi. Thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà có thể tan rồi cũng vẫn có thể tụ. Cũng như tất cả cái suy nghĩ của mình, như hồi nãy mà chú nói cái vấn đề mà chai sữa đó, chai sữa đầu nành đó, con mới giải thích là tất cả nó đều có thể tan, đều có thể tụ. Nhưng mà quan trọng là mình biết mình cho nó tụ như thế. Nhưng mà con là cái không rồi, thì cái đám mây đó nó tụ lại rồi, con có cần mà phải dời cái không để của con đi không? Đúng không? Con đâu có cần mà phải dời cái không của mình đi. Cho nên con cứ cho nó tụ. Nó tụ rồi nó cũng tan thôi. Rồi nó tan rồi nó sẽ tụ tiếp. Cho nên là mọi thứ nó là vô thường như vậy. Không cần mà mình phải đừng có dướng mắt vào đó là được. Đừng có dướng mắt vào gì hết. Cho nó tụ trong đó rồi tự nó tan rồi nó muốn tụ gì đó thì cái đó là quyền của chúng. Còn mình đã là như thế rồi. Ví dụ như có hai cái không song song trong một cái. Hai con vật trong hai cái đều sống chung. Nhưng mà vẫn va chạm nhau, nhưng mà như chú mà thấy cái bóng của mình á. Cái bóng của mình bây giờ trong cái bản thân của mình có một con kiến nó đang bò trên cái bản thân của mình đi, mà chú đứng ra ngoài cái ánh nắng dạ xuống cái bóng của chú, dạ xuống dưới đất, mà dưới đất ngay chỗ đó cũng có con kiến đang bò dưới đất. Hai cái nó đang nhập chung cái bản thân của nó vô, hai cái bóng nó nhập chung á, thì hai cái nói chung là hai cái bóng người. Ví dụ như cái bóng của chú với cái bóng của con, hai cái bản thân của mình là đứng ra, hai cái bản thân mình không thể nào dính vô được, nhưng mà ngược lại hai cái bóng có thể dính vô được. Cũng như vậy đó, hai trong cái vô hình là nó như thế. Ví dụ như cái sân với mà cái những cái khác nó có điều có thể nhập vô được. Ý con muốn nói ở đây là những cái tham, những cái ganh ghét, những cái đố kỵ nó đều có thể nhập vô cái bản thân mình được bất cứ lúc nào, chỉ cần mình hỏi lên. Cũng như những cái đám mây mà nó đang bay vậy đó, nếu mà cái không cho nó thì nó đều lọt vô trong cái không được hết, cho nên cái không phải duy trì như vậy. Con nghĩ con người mình sống thì sau khi mình mất thì còn chỉ có hai cái mình đem theo được thôi, tức là chỉ có là một là tội với là phước thôi. Tội phước là hai cái đó là nó luôn luôn đeo bám mình. Tội phước, nhưng mà chú nghĩ cái đó thì con không có phản bác, nhưng mà có điều tội với phước là cái gì mình phải biết nữa. Yeah. Tội với phước là sao? Và bây giờ mình đọc kinh đó thì mình biết tội phước là như thế nào rồi, nhưng mà mình biết như thế nào rồi vậy thì làm sao để mình thấy được tội phước? Yeah. Con chỉ thắc mắc như thế thôi, không biết trên đời này ai giải thích cho con. Theo vị sư nói, làm cách nào để thấy giữa cái tội và cái phước? Cái tội và cái phước á, mình muốn thấy hay mình muốn biết á, thì có thể dùng bằng cái chánh kiến của mình thôi. Là mình có thể thấy biết như thật, tư duy như thật. Là thấy biết ở đây á, có thể là ngay trong giây phút này mình mới có thể nói được. Mình không có đem quá khứ hay là tương lai hay là đem cái gì vô đây để mình nói được. Ví dụ như bây giờ con ngồi trước chú như thế thì giây phút này con có thể nói được.
Ví dụ như hồi nãy con nói chú á, chú nói chú hồi năm 35 tuổi, giờ năm nay chú 35 tuổi đó, thì hồi lúc nhỏ tới bây giờ chú là cho dù những cái sung sướng của chú là trải qua đó, thì bây giờ chú đâu có mang theo nó ngồi ở đây được, không bao giờ mình mang theo được, nhưng mà chú vẫn mang theo nó được, chú vẫn mang theo được, Mang theo tội á. không phải là mang theo tội mà là mang theo nó ở trong cái vô hình đó, và tại do chú không có bỏ nó thôi, đúng không? Chú không có bỏ nó. Ví dụ như trong 35 năm qua chú ở buồn vui như thế nào, nhưng mà tới bây giờ chú ngồi xuống đây, chú để cái điện thoại lên ngay trước mặt như thế này, nhưng mà chú vẫn nhớ cái thời gian trong 35 năm qua tôi xảy ra chuyện đó như vậy, rồi tôi buồn bã gì trong cái cuộc sống nó như vậy, cái chuyện đó nó xảy ra như vậy đó, nó khiến cho mình trắc trở lo âu, nó khiến cho mình cầm cái máy như thế này, mình cứ nhớ 35 năm qua cái chuyện đó như vậy. Nói chung là mình không có để ý tới cái máy, mình nhớ tới những cái chuyện mà thời gian bao nhiêu năm qua nó như vậy đó, thì đó là chú mang theo nó rồi đó, chú mang theo nó đi theo mình trong vô hình đó. Nhưng mà cũng như con nói là cái không này nó tụ rồi nó có thể tan, thì bây giờ nó tụ thì trước sau nó cũng tới tan à, cái tư tưởng nó khởi lên thì nó cũng sẽ mất thôi, nhưng mà quan trọng mình biết nó như vậy rồi, mình đừng có bám víu vào nó, là cái biết của mình á, mình đừng có bám víu vào nó nữa, mình cho nó thoải mái đi, nó thoải mái nó đi trong đó đi, mình biết mình như thế, mình biết mình là những cái mà chân chánh là được, còn những cái đó mình không cần phải bám víu theo nó nữa. Thí dụ như mà bản thân con bám víu rồi đó, thì mình làm cách nào để mình từ bỏ nó chưa? Bám víu vào nó thì cũng như nãy con nói đó, thì mình quán tưởng như thế, thì trước mắt thì bây giờ con chỉ có thể quán tưởng thôi. Ví dụ như mà hồi lúc trước chú lại sống cuộc đời mà mình những cái mà nói chung là luyến ái sắc dục đó, những cái mà luyến ái đó, nhưng mà chú luyến ái ở đây có nghĩa không phải là cái gì, nhưng mà do bản thân của mình, trong cái đời sống của mình đã từng thích thú vô những cái tình cảm hoặc là cái này cái kia, nhưng mà bây giờ mình tham, do cái tham mà có sự tình cảm đó, thì sự tình cảm chú thích một lần, chú thích một người không nói, nhưng chú thích tới 10 người thì nó khác, càng dữ vậy sư. cái đó thì nó thành ra cái tham, thì chú thành ra cái tham, cho nên chính cái tham đó mà nó hại chú, thì cái tham đó nó đi theo tới đây, thì 10 cái cô kia chú ngồi xuống rồi, nhưng mà 10 cô kia vẫn ngồi ở đây với chú, sư. 10 cô kia vẫn ngồi ở được ở đây với chú, nhưng mà ngồi trong không phải là ngồi ở đây, nhưng mà ngồi trong cái tư tưởng của chú á, họ ngồi trong đó, đó rồi họ làm cho chú kè, nhiều khi chú cầm cái máy nhưng mà chú cứ suy nghĩ đến họ hoài, là chú không có thoát ra khỏi cái đó, nhưng mà chú phải quán tưởng. Cái quán tưởng ở đây là chú mà học theo tứ niệm xứ đó, quán thân chinh thân trước đi, mình quán thân chinh thân đó, thì mình biết rằng mình nhìn cái bản thân mình dưới đất đó, thì bắt đầu mình bỏ nó một ngày thì nó không sao, qua ngày mai nữa thì bắt đầu da thịt của nó sẽ nứt nẻ từ từ, rồi qua ngày kia nó phình lên từ từ, ngày nữa thì nó thối rữa ra, ngày nữa bắt đầu rồi bu nó từ từ rồi. Cái con này con kia đục nó thì nó hôi thối, nó tan rã, nó chảy ra lớp nào mủ máu đàm dơ, tất cả nó đều chảy ra ngay trước mắt mình. Mình lấy cái bản thân mình nhìn á, thì nó chảy ra trước mắt mình đó, thì mình biết những cái đó rồi, thì mình biết như vậy rồi thì mình sẽ không còn liếng những cái đó nữa, thì tất cả những cái kia nó sẽ cả trừ những cái kia. Cái đó là quán thân bất tịnh hả sư? Quán thân bất tịnh thì cái đó con chỉ có nghe ở trong mà cái hũ mà kinh á, hũ kinh con có nghe trong đó một khúc, thì mà con áp dụng qua đó để mà con kể lại. Theo như sư thấy sao, khi mà sư quán theo cái đoạn trong kinh mà sư vừa nói đó, thì sư thấy nó như thế nào? Con thì không có quán, con thì nói chứ áp dụng cái đó để lấy cái phương tiện con nói, nhưng mà con quán khác, con học theo cái khác của mình, con quán theo cái khác nữa, mỗi người có nhiều cách học lắm, chú học theo cách nào là tùy chú. Ví dụ như bây giờ những cái đó con có thể cho nó là một cái hơi gió, con để cho nó bay ngang cái chai luôn. Ví dụ như cái con ngồi thiền á, thì đa số là con ngồi thiền như thế này đi, làm sao mà con có thể mà ấy được, thì con mới lấy rồi, ví dụ như chú thấy cái chai trước mắt, thì bây giờ cái tham đi, cái tham là cái chai kế bên cái nè, cái này là cái tham nè, cái chai kế bên hai cái chai này, cái này là cái chai này của con, rồi chai này là cái tham, thì hai cái đó kế bên, thì cái chai này với cái chai kia cho dù nó có trộn lại đi chăng nữa thì nó cũng là một cái chai thôi, cũng như ý con muốn nói là da thịt của mình với da thịt người kia, hai thứ nó cũng là da thịt thôi, nhưng mà mình đừng có gì nó mà mình phải mà hại người này hại người kia, mình ganh ghét người này mình ganh ghét người kia, mình vì nó mà mình gáo gắt, mình vì nó mình lao vào cái khổ đau, mình phải biết nó bản chất của nó là như vậy, mình đừng có gì nó. Ví dụ như cái người đó nói với mình hôm qua cái người đó lại la rầy cái người đó như vậy, rồi bắt đầu chú bực mình vì cái việc mà tại sao lại ra rầy bạn gái tôi, đúng không, rồi chú sẽ sân giận vì cái vấn đề đó mà sẽ ẩu đả ra những cái chuyện khác nữa, mà trong ẩu đả xảy ra những cái chuyện khác nữa, có thể là không còn mà cái tương lai gì sao luôn, một khi mình đã nóng giận như chuyện đó rồi thì ẩu đả ra nó sẽ khác nữa. Nhưng mà chú quán tưởng vào cái chai, hai cái chai nào như chai nấy thôi,
bây giờ có nhập vô đi như nữa thì cũng là một cái chai thôi, cũng y như là con muốn nói bây giờ cái chai nào cũng là cái chai mũ cả, đúng không? Cái chai nào cũng là cái chai mũ, mình thân xác thì họ cũng là thân xác thôi, hai cái mà nhập dính vô thì cũng là thân xác. Nhưng mà có một cái thân xác ở đây á thì nó khác nhau, một cái là cái sinh được với cái không sinh được. Cái sinh là cái thân xác của người nữ có thể sinh được, hay là cái vấn đề đó nó có thể ấy được. Còn như mình, như con á, thì con quán tưởng giờ con thấy nó như vậy rồi, mình đâu có cần mà mình phải mình phân biệt cái này cái kia nữa. Nói chung là nó không còn phân biệt thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà còn nhiều thứ con giải thích không được thì nó thành ra cái cục cái lời. Cũng như có nhiều thứ con giải thích không được á, thì nó sẽ cục cái lời. Nhưng mà có nhiều cái con học chưa có tới, học không phải là học cái gì, nhưng mà con bỏ chưa có hết. Con bỏ chưa có hết, con giải thích không có được. Con cảm ơn sư rồi.